Từ 24 giờ đêm nay cho đến 24 giờ đêm ngày mai sẽ có một nguồn năng lượng liên quan đến tài lộc sẽ chảy dài tới cuộc đời của bất kỳ một ai xem được video này. Thành tâm, tin tưởng và làm theo. Thứ nhất, bạn lưu âm thanh này ở chế độ riêng tư kèm lời bình luận: tôi thành tâm đón nhận tài lộc. Nguồn năng lượng về tiền bạc này nó mạnh đến mức bất kỳ một ai có sự tin tưởng đều chạm tới tiền bạc. Rất nhiều. Tiền bạc sẽ chảy đến cuộc đời của các bạn trong thời gian tới, bắt đầu từ 24 giờ đêm hôm nay. Thảo xin nhắc lại, cho nên bạn hãy thành tâm lắng nghe những gì Thảo nói để đón nhận được phước lành và tài lộc. Và video này đã được Thảo rắc bụi phép màu cho tất cả mọi người. Đây là một video nhã vía. Hãy nhớ là trong hôm nay, chỉ trong hôm nay và chỉ ngày hôm nay, trong 24 giờ, các khoản tiền sẽ ồ ạt chảy vào tài khoản của những ai có sự tin tưởng đến vũ trụ. Không tin, bạn cứ thử rồi sẽ thấy kết quả. Chúc cho bạn ứng dụng thành công. Follow kênh của Thảo hoặc tham gia nhóm để cộng hưởng trường năng lượng, thu hút tiền bạc, thu hút khách hàng mỗi ngày một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn.